Khánh Thi chia sẻ xúc động sau đám cưới. Chuyện tình của Khánh Thi, Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Cả hai đã trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là lời ra tiếng vào của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc về chung một nhà. Vài ngày sau hôn lễ diễn ra vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, Khánh Thi đã có những chia sẻ đầy xúc động về đám cưới đậm chất ngôn tình với ông xã Phan Hiển. Mẹ hai con cho biết, đến tận giây phút này của hôm nay, cô mới khỏe hơn một chút, đủ bình tĩnh, bớt xúc động để viết vài lời gửi đến mọi người. Đầu tiên, Khánh Thi gửi lời cảm ơn tất cả bạn bè, họ hàng, quan khách đã đến chung vui trong ngày hạnh phúc của cô và Phan Hiển. Có thể nói 13 năm qua, Thi vẫn luôn nghĩ mình đã có một bến bờ hạnh phúc, cảm xúc vỡ òa khi Thi khoác lên mình chiếc đầm cô dâu và được công nhận là người vợ chính thức của Hiển trên pháp lý và trước bạn bè, người thân. Đến thời điểm hiện tại, tất cả những lời dèm pha đã phần nào vơi đi và có rất nhiều người chúc phúc cho vợ chồng Thi Hiển. Một lần nữa xin cảm ơn với tất cả những gì đã trải qua và cảm ơn cuộc đời đã cho Thi nếm đủ thăng trầm để ngày hôm nay hạnh phúc trọn vẹn. Quả ngọt tình yêu của Thi và Hiển cũng làm thay đổi rất nhiều về định kiến của xã hội dành cho tình yêu lệch tuổi vẫn đang diễn ra. Thi muốn các cặp đôi giống trường hợp Thi và Hiển có động lực để phấn đấu và yêu thương nhau nhiều hơn. Người có lòng và chân thành cuối cùng vẫn sẽ nên quyến thuộc. Bên cạnh đó, Khánh Thi còn thừa nhận, một điều đặc biệt vui hơn và cũng khá thú vị là Thi và Hiển đã không phải đối mặt với câu hỏi của hai thiên thần nhỏ là Kubi và Anna rằng, tại sao đám cưới của ba mẹ con lại không có tụi con? Trong đám cưới của mình, cả hai vợ chồng đã được các con của mình chứng kiến và nắm tay cùng vào lễ đường thiêng liêng. Các con như nhân chứng tình yêu cho bố mẹ. Cuối cùng, Khánh Thi xúc động chia sẻ, ngồi nhìn lại, Thi phải khẳng định là để tổ chức đám cưới không hề đơn giản với vợ chồng mình. Trong suốt khoảng thời gian qua, hai vợ chồng lao vào tập luyện căng như dây đàn, tập trung hết sức lo cho sự nghiệp, lo cho giải đấu. Chưa bao giờ dám mơ đám cưới hoàn hảo, sang trọng và đầy đủ như thế này. Thi và Hiển phải cảm ơn hai bên gia đình đã đồng ý cho chúng con được tổ chức đám cưới. Ông bà, ba mẹ đã hỗ trợ để chúng con được yên tâm thi đấu, làm việc. Khi về đến nhà mọi thứ đã xong xuôi, chỉnh chu và hoàn hảo nhất có thể. Chuyện tình của Khánh Thi, Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Cả hai đã trải qua không ít sóng gió. Đặc biệt là lời ra tiếng vào của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc về chung một nhà. Trước khi nên duyên cùng nhau, Phan Hiển được biết đến là học trò của kiện tướng dancer sport Khánh Thi. Khoảng thời gian gắn bó học tập khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ không công khai mối quan hệ với công chúng. Tháng 3 năm 2015, thông tin Khánh Thi mang thai khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Thời điểm này, người đẹp không tiết lộ danh tính cha của đứa bé. Sau đó, tấm ảnh tình cảm của cô và Phan Hiển lộ ra khiến nhiều người hoài nghi nam vũ công có quan hệ tình cảm với kiện tướng dancer sport sinh năm 1981. Sau đó, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm với khán giả. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ kiện tướng hơn bạn trai 11 tuổi. Khánh Thi thừa nhận bản thân áp lực bởi cô không chỉ lớn tuổi hơn Phan Hiển mà còn là cô giáo của anh. Cô cho rằng điều này không phù hợp với định kiến xã hội. Thậm chí, người đẹp từng nghĩ đến chuyện phải làm mẹ đơn thân. Phan Hiển chia sẻ vì quá áp lực nên hầu như tuần nào Khánh Thi cũng phải nhập viện. Phan Hiển luôn ở bên cạnh, âm thầm làm chỗ dựa vững chắc cho vợ để đương đầu với sóng gió dư luận bủa vây. Đến tháng 7 năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng. Thời gian này, chính Phan Hiển là người bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc cho người đẹp. Đến tháng 6 năm 2018, người đẹp sinh bé thứ hai, Anna, cho ông xã. Sau khi sinh con, cô và ông xã từng vướng trục trặc tình cảm. Chính Phan Hiển thừa nhận vì sau khi sinh con, Khánh Thi trở nên nhạy cảm và hay ghen tuông. Trong khi đó, anh cũng hay về muộn vì tính chất công việc. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã ngồi lại nói chuyện với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Thời gian qua, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đầm ấm. Họ thường xuyên xuất hiện trong các game show như Sao Hỏa Sao Kim, Tâm Đầu Ý Hợp để chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn và dành thời gian đi du lịch cùng nhau để thăm nóng tình cảm.